Đây là cái bo eo GS02 nguyên bản này. Trong quá trình sử dụng thì nếu như mà chúng ta không cẩn thận ấy, thì nó rất là dễ chết cái con IC lái này, và chết luôn cả cái con chip EG8010 này, rồi chết IGBT này. Rất là dễ gặp lỗi. Mình thì cũng gặp rất là nhiều trường hợp như thế rồi, mình cũng chăn trở, mình muốn làm một cái bo để tránh cái tình trạng nó xảy ra. Thì ví dụ như ở đây là cái bo GS0V2 này, GS002V2 này là phiên bản số 2 này. Rồi như đây là phiên bản V3.0 LV là cho áp thấp này. Đây là cái phiên bản V3.0 này cho cấu H này. Và cái phiên bản mới nhất ở đây nó là phiên bản V4.0. Đây là cái bản chuẩn cuối của mình nhé. Nó có hai cái biến thể. Biến thể thứ nhất là sử dụng IC lái này, mình sử dụng con IC lái 8 chân. Và cái biến thể thứ hai là sử dụng auto quang, thì có thể sử dụng là TLP250 hoặc là TLP350. Đây là mặt sau này. So với cái ES002 nguyên bản thì nó ngắn hơn khá là nhiều. Đây, nó gọn gàng hơn. Đây, kích thước nó ngắn hơn. Trên cái bo này các bạn nhìn thấy cái số lượng linh kiện nhé. Hai cái bo này nó rất là ít linh kiện thôi, vì mình đã lược bỏ những cái linh kiện nó không cần thiết đi. Nhưng mà lại thêm một vài cái tính năng quan trọng, đó là tính năng chống chật, chống quá tải rất là nhạy. Đấy, trên cái bo này, bo ES02 như thế. Và nếu như mà cái phần công suất nó có chết thì nó không thể nào nó chết lan đến con vi điều khiển này được. Đây là cái ưu điểm của nó, phiên bản 4.0. Cái mạch in này mình đặt hàng ở trên cái trang GLCPCB. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mà các bạn có thể tự mình các bạn order cái mạch in này với cái chi phí rất là tiết kiệm nhé. Bạn sẽ vào cái trang GLCPCB như thế này, và các bạn sẽ đăng ký một cái nick ở cái trang này. Rồi sau khi mà đã đăng ký nick xong thì các bạn bấm vào order now này, và sẽ tải cái file Gerber mà mình chia sẻ cho các bạn lên. Sau khi chúng ta sẽ đợi cái file này nó tải lên. Các thông số thì ở đây là các bạn cứ để mặc định. Đây là màu sắc của PCB này, các bạn có thể chọn các màu các bạn thích. Thì tổng số là đây là 5 PCB là chỉ hết có 2 đô thôi, nó rất là rẻ. Cộng với lại 1,5 đô phí ship. Khi mà tải cái PCB này nó tải lên xong rồi, các bạn có thể vào cái mô hình 3D như thế này để các bạn xem trước cái mạch in của chúng ta trông nó như thế nào. Đây, đó. Đây là nhìn mô hình 3D này, rất trực quan đấy. Các bạn có thể nhìn thấy này, cái mạch in của chúng ta khi mà chúng ta nó sản xuất xong thì nhìn nó sẽ như thế nào. Khi ok rồi thì các bạn sẽ bấm đặt hàng. Ở đây thì tổng cộng nó có 5 PCB thì chỉ hết có 2 đô đây, 2 đô la. Cộng với lại 1,5 đô là phí ship và mất khoảng 10 ngày là sẽ đến tay các bạn. Giá rất là rẻ. Nhưng mà chúng ta chọn 10 PCB. Đây. 10 PCB thì chỉ hết có 5 đô cộng với lại 1,52 phí ship thôi. Rất là rẻ. Sau khi hàn linh kiện xong thì chúng ta sẽ được cái bo như thế này. Bo hai phiên bản luôn, một phiên bản là sử dụng IC lái và một phiên bản là sử dụng opto quang. Phiên bản nào thì cũng đều ok cả. Cái phiên bản sử dụng IC lái này là nó có cái công suất nó nhỏ hơn, thì nó sử dụng cho những cái máy dưới 2 kW. Còn sử dụng opto quang này sử dụng cho những cái mạch mà nó trên 2 kW, dưới thì vẫn chạy thôi, nhưng mà nó có thể lái được cái dòng nó cao hơn. Cái phiên bản này mình có hai phiên bản. Ở đây là những cái bo mạch của mình đã lắp ráp để mình thử nghiệm. Tại vì khi mà ra một cái mạch mới như thế này ấy, mình rất là khó để biết được là nó có hoạt động ok không. Và mỗi một bạn thì lại có một cái linh kiện nó khác nhau ấy, cách ráp khác nhau, thì mình không thể nào mình kiểm tra hết được. Vì vậy nên mình đã tạo những cái bo test như thế này. Thì cái bo này là bo sử dụng MOSFET này. Mình sử dụng con MOSFET là 18N65. Nhìn kỹ nha.
18N65. Cái bo này là tạo ra để test cái phiên bản sử dụng MOSFET này. Bạn nào sử dụng MOSFET đấy, mình cắm vào để mình thử xem cái chức năng nó chạy ok không đấy. Rồi như cái này là cái phiên bản sử dụng MOSFET nhưng dạng thân nhỏ đấy. Mình xem cái MOSFET thân nhỏ nó chạy nó có ok không nhé. Cũng này là một phiên bản riêng. Rồi cái phiên bản này là phiên bản sử dụng IGBT này, 75T65. Mình cũng làm một cái phiên bản sử dụng IGBT để test thử xem là nó hoạt động ok không. Rồi như đây, cái này là sử dụng MOSFET nhưng lại dành cho cái biến áp sắt. Mình thử cả với biến áp sắt nữa. Nhưng mình tạo rất là nhiều cái phiên bản để thử nghiệm sao mà cho rồi chỉnh sửa ra cho nó đạt cái kết quả là ok nhất. Thì cuối cùng ra được hai sản phẩm như thế này. Đây là cái mạch thử nghiệm để mình test này. Đầu ra mình sẽ được nối với một cái máy hiện sóng nhé. Đầu tiên là với cái bo sử dụng IC lái. Cắm vào đây. Phần nguồn này. Đó. Nó có tạo dạng sóng sin đầu ra rồi. Và khi mình chập nhé, thì các bạn để ý cái bóng đèn này. Ngay lập tức nó sẽ nhảy ra cái bóng đèn lỗi này. Đó. Ngắt sin đầu ra và cái bóng đèn lỗi là nó sáng lên nhé. Tắt đi này. Bật lại thì cái đèn run nó lại chạy. Mình chập này. Đó. Thì ngay lập tức nó sẽ ngắt và cái đèn lỗi là nó sẽ sáng lên. Đó. Này. Nó có cái đèn lỗi và một cái đèn run. Một đèn run và một đèn lỗi này. Và tiếp theo là cái bo sử dụng ô tô quang nhé. Chức năng của hai bo này cũng giống nhau thôi. Không khác gì nhau cả. Cắm vào này. Bật nguồn nhỉ. Cũng tạo ra dạng sóng sin đầu ra. Và khi ngắn mạch này, nó cũng sẽ chuyển từ trạng thái run sang trạng thái báo lỗi nhé. Đó. Ngay lập tức báo lỗi và sẽ ngắt tín hiệu đầu ra. Mình tắt đi này. Bật lại này. Thì nó lại chạy bình thường nhé. Ngắn mạch tiếp này. Đó. Thì ngay lập tức là nó sẽ chuyển sang trạng thái báo lỗi và nó sẽ ngắt đầu ra. Đó. Cái này cũng sẽ có một cái đèn báo lỗi này và một cái đèn run này để chạy. Đây là một cái mạch sử dụng biến áp sắt này. Đó. Biến áp sắt này. Mình có dẫn qua một chiếc bóng đèn và máy nhận sóng. Thì không những cái này nó có thể chạy cái cầu H áp cao mà nó có thể chạy tốt với lại mạch sử dụng biến áp sắt các bạn nhé. Mình test thử với cái mạch đầu tiên này. Bật nguồn này. Khởi động mềm sin 220V 50Hz. Đó, rất ok nhé. Tắt đi này. Bật lên này. Đó, chạy ok. Rồi sẽ thử tiếp với lại cái mạch chạy TNP 250 này. Hoạt động ok nhé. Cũng ra 220V và tần số là 50Hz. Ok. Đó. Hoạt động rất ok.